động dần đi. Những cái câu đầu thì nó cũng dễ lắm các bạn ạ nhá. Nào các bạn ơi, bơi vào mình làm trắc nghiệm tí cho vui đi nào. Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ 7. Ôi giời ơi, lại một cuối tuần nữa các bạn ạ. Ngày mai chủ nhật. Mà thôi, nắng thế này thì ở nhà nằm điều hòa cho mát chứ chơi bời cái gì. Lê Việt Bình, ủa đâu? Mặc áo cộc tay má, trời này mặc áo dài chắc tôi chết. Ừ, chào Thanh Vi nhé. Thân Gucci vào giờ đấy à? Ừ, xin chào Ngọc. Ra Hà Nội tắm nắng, ừ kiểu tắm nắng xong một cái sẽ thành kiểu hài heo một nắng nè. Sao Thân Gucci một nắng, Thanh Vi một nắng, Mai Anh một nắng, nói chung là thành một nắng hết. Nướng lên ăn được luôn ấy, sợ lắm. Ở Nghệ An chắc mát, ở nghe sợ sợ hãi thật sự. Ừ, xin chào Trinh Ngọc nhé. Rồi các bạn ơi, vào đây chúng mình cũng làm trách nhiệm đi. Nguyễn Ly đang chọn 1C rồi đây này. Ôi giời ơi, bây giờ chúng mình đang có hai trường phái, một là C, hai là A đây này. Đắp chăn bật quạt hả Thị Hồng? Rồi bây giờ chúng mình cùng làm mát nhau bằng những mấy cái câu trắc nghiệm này nhá. Nói chung là làm đúng thì sướng, thì mát lòng mát dạ đúng không? Còn làm sai một cái thì kiểu ơ tại sao bắt đầu máu nóng nó bốc lên não, bốc hỏa đấy, cháy được cả nhà luôn. Quả này còn nóng hơn cả nó Hà Nội. Ừ, xin chào anh Thư nhá. Rồi bây giờ chúng mình bắt đầu câu 1, câu đầu tiên ạ. We walked for 10 kilometers and then we stopped. A rest. Chúng tôi đã đi bộ được 10 cây số và sau đó chúng tôi dừng lại. Hải heo ơi là hải heo. Cô buồn hải heo lắm nhá. Nhìn lại câu 1 đi, cho chọn lại đấy hải heo ạ. À, buổi hôm nay có file nhưng mà cô quên, cô chưa up lên trên group đấy. Nói chung là sau buổi này cô sẽ up bù cho các bạn nhá. Câu đầu tiên đáp án phải là A ạ. Dừng lại để làm gì đúng không ạ? Là stop to do something. Dừng lại để mà nghỉ ngơi. Chứ nếu như bạn nào mà chọn câu C là stop doing something, tức là dừng làm gì, có nghĩa là ngừng cái việc nghỉ ngơi, có nghĩa là thôi đừng có nghỉ nữa. Đây không phải là tình huống như vậy. Đây là chúng ta đang đi bộ được 10 cây thì phải như nào thì rất là mệt, nên mà dừng lại để mà nghỉ ngơi, tức là dừng cái việc đi bộ để mà làm một cái việc khác. Cụ thể ở đây là làm cái việc nghỉ ngơi. Chứ còn stop doing something là ngừng làm việc gì. Ví dụ stop talking, ngừng nói đi, đúng không? Nói nhiều quá rồi đấy, kiểu vậy thì sẽ là stop doing something. Còn stop to work tức là dừng lại để làm cái gì, dừng một việc khác để làm một cái việc khác, được chưa? Ừ, xin chào Kiến Quốc nhớ. Câu 1 đáp án phải là A. Câu 2 bạn Ngọc đang chọn câu 2B là sai em nhé. Em phải chú ý giúp chỗ này cho cô này. Ở cái câu 2 này chúng mình có cấu trúc gì ạ? It is raining hard, trời đang mưa rất là nặng hạt. Chúng ta tối nay thì chỉ nên ở nhà thôi. Mình có cấu trúc had better cộng với verb nguyên ạ. Nó bằng với should, bằng với ought to ạ. Ok. Vì vậy chỗ này chúng ta phải khoanh là stay. We had better stay at home tonight. Vì vậy chỗ này đáp án 2C chứ không phải là B Ngọc nhé, được chưa? Ôi Thư Zerifan bảo sao mấy nay không thấy, thế là đi học à? Chắc là hè đi học thêm hả? Khổ thân. Thôi vào làm đi nhá. Ừ, xin chào Hương Giang nhé. Vừa rửa bát vừa xem like. Ôi giời ơi, kinh nhờ, đúng là thanh niên thời đại mới có khác. Đa nhiệm ghê. Ai địch được, ai bằng. Đấy các bạn đã xem nhá, Phạm Kiến Quốc đấy vừa ngoan vừa học giỏi, lại còn chăm chỉ. Đấy, bạn nào mà đang có ý định tìm crush thì kết bạn đi. Rồi câu 3, các bạn ơi, câu 3 chúng mình chọn cái gì đây? Before starting for this company, I spent a year Trước khi bắt đầu công việc ở công ty này, tôi đã dành một năm để mà đi du lịch. Thì ở đây chúng mình có cấu trúc là start gì ạ? Start doing something, bắt đầu làm gì. Chỗ thứ nhất nhá, start là cộng với verb in này. Lê Minh Khang 3B ạ? À? Khang, tại sao lại 3B em? Tại sao lại start work ạ? À? Hai động từ đi liền với nhau nó không có cái gì ở giữa, có chấp nhận được không hả Khang? Có bao giờ em thấy một câu mà hai động từ thường đi liền với nhau như vậy không? Start work không hả? Start cộng với verb in nhá, bắt đầu làm cái gì? Và hôm trước cũng đã học cái cấu trúc spend rồi. Spend time thì sao ạ? Doing something, dành thời gian làm cái gì, đúng chưa? Ở đây là dành một năm để đi du lịch. Suy ra đáp án câu 3 phải là D. 3D nhé. Rồi câu 4. Câu 4, he has been out of work a long time. Câu này là một câu rất là dễ, không được sai ạ. Anh ta đã bị thất nghiệp, out of work tức là bị thất nghiệp, không có công việc, cũng là một khoảng thời gian dài rồi. Cái để chúng ta chọn được cái chỗ này, thứ nhất, a long time nó là gì ạ?
nó là một khoảng thời gian. Cái thứ hai nữa là has been là gì? Hiện tại hoàn thành. Suy ra chỗ này chúng ta phải chọn gì ạ? For, for cộng với khoảng thời gian và nó nằm trong gì? Hiện tại hoàn thành. Đáp án câu 4 là B. Em chọn nhầm á? Rồi cô tin nhá, lần này cô tin, tạm thời tin. Chứ cái này mà sai thật sự thì đúng là 3 chấm 3 chấm. Câu 4 đứa nào kia? Úi giời ơi, cái đồng chí Phạm Kiến Quốc công nhận là cái kiểu comment bằng chân có khác nhưng mà lại khoanh xê đúng không ạ? When á, when a long time, có bao giờ when nó cộng với một danh từ không các bạn? Never, gạch luôn. Vớ va vớ vẩn không. Câu 4 đáp án phải là B. Câu 5 cũng là một câu dễ các bạn ơi. Nào, tình trạng giao thông thì rất là tệ và anh ta thì lại đến đúng giờ, có nghĩa là cái tình huống thì tệ hại thế mà anh ta vẫn vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh mà đến được đúng giờ, thì mình phải dùng cái gì đây? Mặc dù đúng không ạ? Mặc dù cái tình hình giao thông rất là tệ thì chỗ này nó đang có đầy đủ cả chủ ngữ này, có cả động từ ở đây rồi, thì mình không thể dùng in spite of hay là despite được. Even thì phải có gì? Even though chứ, làm sao có mình cái even này được. Suy ra chỉ có thể là although mà thôi, đúng chưa? Rồi, đáp án câu 5 là A, quá là dễ nhá, không được sai. Câu 6. Ui, mấy cái câu khởi động này dễ ẹc luôn. How are you? I have seen you for ages, đúng không? Ê, dạo này em thế nào? Lâu lắm rồi là anh không có gặp em đấy. Hương Giang bay đi đâu đấy hả? Nào, thì ở đây nó giống hệt cái câu gì ạ? Câu 4. Ages là sao ạ? Một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì chúng mình sẽ chọn for, đúng chưa? Ừ, đúng rồi, when phải cộng với mệnh đề em nhá, hoặc là when cộng với verb in chứ không bao giờ when cộng với danh từ ạ. Câu 7. When I came home, my father chấm 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 a magazine. Khi mà tôi về nhà thì bố tôi sao ạ? Bố tôi đang đọc sách. Cái này cái động từ đọc á, là một hành động đang đang xảy ra thì cái hành động khác xen vào là cái hành động tôi về nhà, đúng chưa? Vì vậy chỗ này chúng mình sẽ khoanh vào đáp án là was reading. Cái việc đọc sách của bố là đang xảy ra tại cái thời điểm mà sao tôi. Ô. Câu 7 hài heo quanh đê á em, không được em ơi. Em ơi ơi. Nào, thứ nhất nếu như mà em dùng cái thì hiện tại hoàn thành ở đây em nhé. Hiện tại hoàn thành là gì? Nào, diễn tả những hành động sao ạ? Bắt đầu từ trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, đúng chưa? Mà cái tình huống của câu là đang ở đâu ạ? Nó đang nằm hoàn toàn ở trong quá khứ với cái từ came này. Em phải tưởng tượng nhé, em đang kể với bạn là, ê này, hôm qua nhá, khi mà tao đã về nhà đúng không? Khi tao đã về nhà, có nghĩa là em đang kể lại một cái sự việc nó đã ở xảy ra và đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ rồi. Nó không liên quan gì đến hiện tại cả. Tại sao lại khoanh vào đáp án này là sai? Ở đây là một cái hành động đang xảy ra tại một cái thời điểm khác, là khi tôi về nhà thì bố tôi đang xem tivi. Đấy, cái kiểu tưởng tượng là lúc đấy là mình đang mong là về một cái là bố sẽ có cơm canh cho mình sẵn rồi, hôm nay mẹ đi vắng. Nhưng mà không, khi mà mình về nhà 12 giờ đói lả đi, bố mình đang gác chân lên sofa ngồi xem đá bóng chẳng hạn. Đó, rất là tức đúng không nào? Là cái hành động đang đọc báo, đang xem tivi của bố là xảy ra tại cái thời điểm mà tôi vừa mới về đến nhà, được chưa? Rồi, câu 8. Hài heo khởi động 1 với 7 là bị sai đấy nhá. Đấy, những cái đứa mà buồn cười lắm, mấy cái bạn mà hay học được á, những cái câu dễ là cứ hay sai. Còn cái câu khó kiểu hay hay ôn hay hay học từ mới nhiều thì lại biết, nhưng mà sai câu dễ thì tiếc hơn là sai câu khó chứ đúng không? Nên là phải cẩn thận nhá. Diễm Quỳnh vừa ăn xong là vừa ăn xong thì vào cuộc em ơi, cái này coi là món tráng miệng nhá, món tráng miệng. Rồi, tiếp theo câu 8 ạ. Câu 8 cũng là một câu rất là dễ, và câu 8 này chúng mình phải dựa vào gì đây? Dựa vào nghĩa để mà chọn được cái liên từ nó phù hợp đúng không ạ? Câu này dễ lắm các bạn ơi. You can go to the party tonight. Con kiểu mình xin phép đi chơi, bố ơi, tối nay con đi chơi nhá. Bố bảo, con hôm nay là có thể được đi chơi miễn là khi mà con về nhà thì con đừng mà say xỉn là được, được chưa? Thì mình phải dùng cái liên từ gì để mà nối khi mà miễn là hay là cũng như hay là as far as thì cái này nó là so sánh bằng rồi đúng chưa? Thì rõ ràng chỉ có cái as long as là phù hợp nhất, mình dịch là gì ạ? Miễn là. Nốt lại nhá, miễn là dịch vào đây vô cùng phù hợp luôn. Con có thể đi tiệc tối nay miễn là khi mà con về nhà thì con không say xỉn. Ở đây chúng ta có cái từ sober. Sober nghĩa là không say rượu các bạn nhé. Không say rượu. Rồi, ghi vào drunk, trái nghĩa với từ gì ạ? Drunk nghĩa là say, còn sober nghĩa là không say, được chưa? Vì vậy câu 8 mình chọn B. Ok.
Jennifer câu 8A là sai nhá. As soon as nghĩa là gì ạ? Nghĩa là ngay khi thì em dịch vào trường hợp này là không đúng rồi đúng không? Con có thể đi tiệc ngay khi con không say á. Đó, không hợp lý. Câu 9 ạ. Ừ, Long Hoàng vào rồi đấy à, làm nhanh không thiệt. Đến câu 9 rồi đây này. You should make an hay là a gì đó to overcome this problem. Bạn nên làm cái gì để mà vượt qua được vấn đề này? Cái thứ nhất chúng ta có động từ overcome nghĩa là vượt qua. Vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách thì chúng ta dùng từ overcome các bạn nhé. Được chưa? Câu 9. Câu 9 đang chọn gì đây nhỉ? Minh Khang đang chọn C à? Ừ, đúng rồi. Ở đây mình có cấu trúc là gì ạ? Make an effort to do something. Cố gắng, nỗ lực làm gì? Cố gắng, nỗ lực làm gì? Nhắc lại nhá. Make an effort to do something. Cố gắng, nỗ lực làm gì? Được chưa? Rồi, còn cái từ trial này thì nghĩa là gì ạ? Phiên tòa, đúng không? Phiên tòa này. Impression là gì? Tí nữa sẽ đụng. Câu này nó sẽ xuất hiện trong câu 11. Giải nghĩa sao? Câu 10. Các bạn chọn câu 10 là gì ạ? Để xem câu 10 nào. Ôi giời ơi, lớp trưởng gì mà có thấy học thường xuyên đâu, cứ nhắc 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 kiểu gì vẫn còn dám nhận là lớp trưởng luôn hả? Ôi Long Hoàng ơi, 9 không phải là B em nhá. Make impression có nghĩa là gì ạ? Tạo ấn tượng. Bạn nên tạo ấn tượng để vượt qua khó khăn này á. Ủa kỳ, mình phải cố gắng sao tạo ấn tượng, tạo điểm nhấn ở đây được. Không được nhá. Câu 9 phải là C ạ. Câu 10 các bạn chọn gì đây? Câu 10 này, cái phần này nó là một thành ngữ ạ. Thì các bạn chọn gì đấy? Câu 10 nhá. You look tired. Why don't we chấm 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 and have a good rest? Trông cậu mệt thế nhở? Thế tại sao chúng mình không chấm 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 và nghỉ ngơi một chút đi, đúng chưa nào? Thì ở đây nó là một cụm idiom và cô đã phát hiện ra Phạm Kiến Quốc đã bị sai. Câu 10 không phải là B đâu em ơi. Khi câu 10 á, nếu như mà call on thì các bạn nốt lại giúp cô nhá. Call on nghĩa là gì? Trời ơi, cô đọc comment của mấy đứa mà tức ghê á, Facebook nó cứ hiện lên là bạn bị cái gì gì ấy. Tức thật. Bạn nào quên mất đứa nào chọn call on nhỉ? Quốc đúng không? Call on á. Call on somebody thì nghĩa là yêu cầu ai làm gì? Được chưa? Còn call off nghĩa là hủy. Còn call it ở đây nghĩa là gì ạ? Nghĩa là nghỉ ngơi, tức là quyết định dừng lại cái việc mà mình đang làm. Ở đây là kiểu đang quá là lao lực chẳng hạn, thế là làm việc quá là nhiều, thế là trông mình rất là mệt mỏi, thì mình nên gì ạ? Nên call it ở đây tức là nghỉ tạm thời cái công việc đó đi để mà have a good rest, để mà nghỉ ngơi. Thì chúng mình sẽ có cụm là call it a day nghĩa là nghỉ ngơi các bạn nhé. Suy ra đáp án của câu 10 là gì ạ? 10 D. Đúng rồi. Câu 11. Câu 11 Hà Heo lại tiếp tục chú ý giúp cô này. Hôm nay Hà Heo là chết rồi. Hôm nay không gặp được crush à? Đó. Hay là có vấn đề gì mà khiến cho tâm trạng của em không được ổn định ngày hôm nay? Câu 11 suy luận thế này. We are really chấm 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 by the beauty of Huế. Chúng tôi thật sự như thế nào bởi cái vẻ đẹp của Huế, đúng không ạ? Ai chắc câu 11 là nhiều đứa sai đấy nhở? Lê Minh Khang sai này. Chắc là các em suy luận kiểu be ở đây là to be rồi. Suy ra chỗ này phải là tính từ đúng không? Suy luận rất hợp lý, đúng. Chỗ này cũng có thể là tính từ. Chỗ này cũng có thể là một verb ed mang nghĩa gì ạ? Bị động ạ. Đúng chưa? Thế bây giờ các bạn nhé. Nếu như các bạn khoanh C ở đây, cái impressive nghĩa là ấn tượng. Ấn tượng á, thì thường phải là something be impressive, cái gì đó nó rất là ấn tượng. Ví dụ như là cô này nhá, vừa xinh vừa giỏi này, tôi rất là ấn tượng. I'm so impressive. Được chưa? Tôi rất là ấn tượng với cái cô ta. À, cô ta rất là ấn tượng chứ, she is impressive. Còn đó là nó như nào nhỉ? Mình đang khen người ta, ví dụ em khen người ta là giỏi, thông minh, hấp dẫn, ấn tượng, được chưa? Thì mình sẽ dùng cái từ impressive. Còn khi mà các em bị ấn tượng, tức là cô ta gây ấn tượng cho các em á, thì các em phải dùng cấu trúc là be impressed by something somebody, tức là bị ấn tượng bởi cái gì? Suy ra đáp án này phải là D ạ. Ở đây là bị động các bạn nhé. Động từ impress là ấn tượng, gây ấn tượng. Còn be impressed by something, by somebody, tức là bị gây ấn tượng bởi ai, cái gì, được chưa?
Ví dụ nhá, trong câu này, chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Huế. Hay các em có thể nói cách khác là vẻ đẹp của Huế rất ấn tượng. Hai cái này khác nhau nhá. Cái câu này sẽ là We are really impressed by the beauty of Huế. Hoặc là cách nói khác này, vẻ đẹp của Huế thì ấn tượng. The beauty of Huế is impressive. Thấy sự khác nhau chưa? Một cái là tính từ nhá, một cái là đang là bị động ở đây nhá. Được chưa? Câu 11 phải là đáp án D, không phải là C đâu ạ. Các bạn có hiểu câu 11 không nhỉ? Bạn nào không hiểu câu 11 để cô nói lại thêm một lần nữa nhá. Được chưa? Chú ý câu 11 nhá. Cái trọng điểm của câu này là các em phải nhìn thấy cái chữ này này, bởi cái gì đó. Câu 12 à câu 13. Còn nếu như nhá, các bạn em mà chọn impressive thì phải bỏ cái vế này đi. They are really impressive. Họ thật là ấn tượng. Ví dụ như là cái nhóm đang thuyết trình ở trên bảng ấy, kiểu nói hay này, ăn mặc đẹp rồi câu cú các kiểu, các em nghe rất là lọt tai, thì các em mới khen người ta là ôi trời ơi, they are really impressive. Họ đúng là kiểu rất là ấn tượng luôn. Đó, nó khác nhau nhá. Được chưa? Câu 11. Câu 12. Câu 12 các bạn đang chọn A. 12A là đúng rồi, quá là dễ. They can't walk home because it's very dark. Họ không thể về nhà tại vì sao ạ? Tại vì trời tối, đúng không nào? Cô cũng đang không thấy comment này này, cô cũng đang hoang mang đây mấy đứa ơi. Facebook ơi, cô ấn vào một cái sao nó cứ hiện ra cái gì bạn bị hạn chế like. Đó, bạn hiện không thể phát trực tiếp. Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, hiệu ứng từ hôm qua, mệt mỏi. Đau khổ quá. Nào các bạn ơi, các bạn mà hiểu câu 11 rồi thì thả tim cho cô đi nhá, cô chả thấy mấy đứa ý kiến gì. Câu 12, câu 13. Câu 13 lần này là không bị sai nữa rồi Minh Khang nhá. 13A là đúng rồi, Trinh Ngọc ok. Tôi nhớ là đã nói cho bạn về cái điều này trước đó rồi cơ mà. Thì đây là remember doing something, tức là sao ạ? Nhớ đã làm gì, nhớ đã thực hiện một hành động ở trong quá khứ rồi. Được chưa ạ? Vì vậy câu 13 đáp án là A. Ok, tiếp theo câu 14. Haha, thân cô chị ơi, câu 13 em chọn B là không được nhá. Remember to do something, tức là nhớ để làm gì. Là cái việc đó em chưa có làm, nhưng ở đây tưởng tượng là... tưởng tượng là hôm qua crush nó tỏ tình với em á, sao hôm sau em lại bảo là tao chả nhớ là mày tỏ tình với tao lúc nào á, sau cái con bé nó mới cãi là I clearly remember telling you about this before. Em nhớ là em đã tỏ tình với anh rồi, sao bây giờ anh lại phủ nhận như thế, được chưa? Khác nhau nhá. Một cái là nhớ để mà làm, một cái là nhớ đã làm gì. Câu 14. Câu 14 chúng ta đáp án là C thôi. Mình sẽ có cấu trúc gì ạ? Chia thành cái gì là động từ divide đi với giới từ into. Malaysia is divided into two regions. Thì Malaysia thì được chia thành hai gì ạ? Hai tôn giáo. Nào, divide into nhá. Divide into là chia thành cái gì? Ví dụ chia thành 3 phần, 4 phần, 5 phần kiểu đó chẳng hạn. Câu 14 đáp án là C. Đúng rồi đấy. Câu 15. Câu 15 các bạn chọn gì ạ? Chả thấy ai comment, thế là lỗi của Facebook đấy. Lỗi của Facebook đấy, bây giờ cô vẫn đang đọc được mà. Mỗi tội nó nhảy chậm thôi. Câu 15 này, Mathematics and Literature A...subtext in high school. Câu này là một câu dễ, toán và văn là những cái môn bắt buộc ở trong trường cấp 3, đúng không nào? Ở đây chúng ta phải xác định được là cần điền cái gì. Nào, to be nhá, sau ở đây đằng sau nó lại có danh từ, suy ra chỗ này chỉ có thể là tính từ để bổ nghĩa mà thôi. Tất cả nó đều là tính từ cả, suy ra là phải chọn nghĩa phù hợp. Đáp án ở đây là compulsory, nghĩa là bắt buộc. Ngược nghĩa với compulsory là optional, tự chọn. Được chưa? Adding là thêm vào. Đây không phải là môn thêm vào, ôi giời ơi. Ướm, lại được là môn thêm vào với môn tự chọn, chắc mấy đứa lại sướng quá nhỉ. Religious là thuộc vùng miền nhá. Thuộc vùng miền thì cũng không thể phù hợp ở đây được. Câu 15 đáp án là D. Em cũng không thấy comment của ai á. Ôi trời ơi, Facebook dạo này thế đấy. Có phải là... Ôi chết rồi, mấy đứa ơi bình tĩnh nhá. Pin của cô nó đang bị running low. Đợi cô một chút, cô phải đi cắm cái sạc. Rồi, sao nhở? Các bạn cứ làm tiếp câu 16, 17 nhé, để cô đi xem cái máy nó như thế nào.
Chết rồi, sao ấy nhở? Chết rồi, bị sao không này? Trời ơi, các em chịu khó đợi tôi một chút nhá. Trục trặc kỹ thuật. Ôi không, cuộc sống bế tắc. Được rồi các em ơi. Đây 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 đây, bình tĩnh nhá. Chết mất. Đây, ôi giời ơi. Xin lỗi các đồng chí, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quay lại ạ. Xin lỗi các em nhé. Ôi, một chút trục trặc. Rồi, tiếp tục nhá, câu 16. Câu 16 là câu điều kiện loại 1 đúng không? Câu 16 là câu điều kiện loại 1. Tại vì sao? Chúng mình đã thấy là will ở đây. Cái vế chính nó là dùng thì tương lai đơn. Suy ra cái vế điều kiện. Vế điều kiện là mình phải dùng thì hiện tại đơn. À đây, hiện tại đơn có rồi. Nhầm. Suy ra chỗ này là mình đang tìm chủ ngữ đấy chứ. Nào, đằng trước the thì chắc chắn. À đằng sau the nó phải là một gì ạ? Một danh từ. Thì chúng mình sẽ loại trừ được C với A rồi. Bây giờ là pollution, sự ô nhiễm, hay là pollutant, chất ô nhiễm thôi. Thì đáp án ở đây phải là sự ô nhiễm đúng không ạ? Nếu như cái sự ô nhiễm này còn tiếp tục thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi, câu 16 đáp án là B. Phạm Kiến Quốc rửa bát xong rồi đấy à. Trời ơi, giỏi gì thôi làm đi. Câu 17 nhá. Câu 17 cũng là một câu dễ. Tiếp tục là câu điều kiện loại 1 đúng không ạ? Tại vì chúng mình thấy vế chính là ở tương lai đơn. Suy ra cái vế này phải là hiện tại đơn. Hiện tại đơn đối chiếu xuống chỉ có thể là doesn't rain mà thôi. If it doesn't rain, we will go to the movies. Nếu như trời không mưa thì chúng ta sẽ đi xem phim được không ạ? Rồi, câu 17 đúng rồi nhá. Câu 18. Câu 18 cũng rất dễ. 18, 19, 20. Dễ lắm. A large number of inhabitants have met. A large number. Nào nhớ nhá, a large number cộng với danh từ số nhiều đếm được thì phải chia gì đây? Động từ chia số nhiều, chia theo số nhiều. Nhưng mà the ở đây thì động từ nó lại phải là số ít đấy, nhớ chưa? Xem nào, có rất là nhiều cư dân đã gợi ý về cái cách là làm thế nào để bảo vệ môi trường. Chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Make suggestion on something, on how to do something, là gợi ý làm cái gì. Chúng mình sẽ có danh từ suggestion, được chưa? Make suggestion on how to do something, gợi ý làm cái gì. Vì vậy câu 18 đáp án phải là C. 18 đáp án là C. Phạm Kiến Quốc, tại sao em lại khoanh ạ? Tại sao em lại khoanh động từ trong khi động từ chính của câu là have a met đây rồi? Ừ? Tại sao? Không nhá, sai nhá. Câu 19, câu 19 là một câu rất là dễ, không được phép sai ạ. À, cẩn thận đấy, anh ta nhìn chằm chằm cậu kìa, đó. Anh ta lại còn là một người lạ nữa, nhưng mà đi đường nhớ cẩn thận nhé, chẳng hạn.
Thì ở đây đằng sau be phải là gì đây? Be một tính từ, be careful. Phanh luôn, câu này là câu chống liệt. Thế mà, ok đúng rồi. Câu 20. Câu 20, scientists are looking for way to reduce energy consumption. Các nhà khoa học đang tìm kiếm một cái cách hiệu quả để mà giảm thiểu cái sự tiêu hao, cái sự tiêu thụ năng lượng. Ở đây chúng ta có danh từ consumption nghĩa là sự tiêu thụ các bạn nhé. Thì chắc chắn là một cái cách như thế nào mình đã cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ way rồi, đúng chưa? Thì phải loại ngay anh động từ, loại ngay anh danh từ và loại ngay anh tính từ, trạng từ ở đây chỉ có thể là effective, nghĩa là hiệu quả các bạn nhé. Câu 20 đáp án là B. Kinh chừa mấy đứa, cái đống dây nhợ lòng quằng. Ôi đùa đâu để set up một buổi live á, mấy đứa nhiều dụng cụ lắm. Cô phải học mãi mới làm được đấy, kiểu mù công nghệ ấy, con gái mà cũng ngại tìm hiểu mấy cái này. Nó mà trục trặc thế nào một cái là cô chỉ có khóc thôi. Câu 21. Câu 21. Tornado nghĩa là lốc xoáy các bạn nhá. Từ này nghĩa là lốc xoáy ạ. Lốc xoáy là những cái cơn bão mà có cái dạng như thế nào? Cái mà đi qua đất liền dưới dạng là một cái cơn bão có sấm sét mưa lớn. Thì ở đây chúng ta đang nêu định nghĩa đúng không nào? Thứ nhất mình cần biết cái từ tornado nghĩa là lốc xoáy ạ. Lốc xoáy là một cơn bão như thế nào đó? Thì ở đây mình đang có danh từ rồi, chắc chắn chỗ đằng trước đây nó phải là một tính từ đúng chưa? Thế bây giờ chiếu xuống cái anh nào là tính từ ở chỗ này? Thì bạn nào biết thì khoanh được, mà không biết thì tịt. Đáp án của chúng ta câu này sẽ là gì? Sẽ là A các bạn nhé. A, found a shed, có nghĩa là hình cái phễu. Lốc xoáy thì là hình cái phễu, một cơn bão mà hình cái phễu được chưa? Câu 22. Lát là do mạng của em nhá, mạng của cô đang bốn vạch khỏe lắm. Có mình cô ngồi đây mà. Câu 22 nào. I like seeing the crossing onto the beach. Câu 22 các bạn chọn gì? Cô đang mong chờ các bạn chọn câu 22 lắm này. Mà cứ mình cứ thoát cái like ra một cái Facebook nó lại hiện cái gì bực thế kìa chứ. Nào, câu 22 nhá. 22 tôi thích nhìn thấy những cái gì đó crossing on the beach, xô vào nhau ở trên biển. Thì đừng có mà tôi mà lại tôi thích nhìn thấy bão với là lốc xoáy thì sở thích nó cũng hơi kỳ lạ đấy các bạn đúng không? Nghe nó kinh dị lắm. Nên chỗ này chỉ có thể là waves, tôi thích nhìn những cái cơn sóng xô vào nhau đó ở trên biển. Chứ lại tôi thích nhìn những cơn bão xô vào nhau thì quả này nó hơi mạnh bạo. Rồi, câu 22 đáp án là D nhá. Thanh Vy đúng rồi. Câu 23, anh ta thì rất là mệt .. Anh ta đã nghỉ ngơi trước khi mà tiếp tục công việc. Câu này tiếp tục chúng mình đang cần một liên từ để nối. Mệt nhưng mà vì vậy kết quả là gì? Kết quả là anh ta sẽ nghỉ ngơi trước khi mà tiếp tục công việc thôi. Thì chỗ này mình sẽ khoanh sâu các bạn nhá. Được chưa? So, vì vậy quá dễ. Câu 24 ạ. Câu 24 các bạn chọn gì? Ôi giời ơi, comment đứng rồi đây này. Buồn lòng tôi không? Buồn quá. Câu 23. Ờ đúng rồi. Trời, các đồng chí đừng có lụi nhá. Câu này dễ mà lụi cái gì? Ui, bây giờ cô mới thấy thấu kỳ xa hại. Hello em nha, vào rồi đấy à. Câu 24 các bạn chọn gì ạ? Cô đang mong chờ cái câu 24 của mấy đứa. Cô ấy .. me a very charming compliment on my painting. Cô ấy khen tôi một cái lời khen rất là duyên dáng về cái bức tranh của tôi. Thì ở đây chúng mình có từ charming nghĩa là duyên dáng các bạn nhé. Ôi dùng cái từ này mà để khen các bạn nữ thì gọi là thôi rồi. Charming nghĩa là duyên dáng. Thì câu 24 này đáp án của chúng ta là B. Phạm Kiến Quốc đã chọn đúng rồi nha. Mình sẽ có cấu trúc là gì ạ? Pay a compliment on something có nghĩa là gì ạ? Khen cái gì, được chưa? Đây là khen về cái gì? Khen bức tranh. Mình có cấu trúc này: pay compliment on something. Cụ thể hơn nữa sẽ là pay somebody, được chưa? Pay somebody a compliment on something. Khen ai cái gì? Câu vì vậy câu 24 đáp án là B, đúng rồi. Tiếp theo ạ, câu 25. Câu 25. We can protect the environment by air pollution.
chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách là giảm thiểu sự ô nhiễm không khí. Thì ở đây bằng cách nào đó, by đằng sau giấy từ là mình thường có động từ gì ạ? Động từ đuôi in. Vì vậy chỗ này nhá, không cần hiểu nghĩa chúng mình vẫn phải khoanh được là reducing cho cô nhá. Reduce là giảm thiểu, đúng chưa? 25C, các đồng chí đều làm đúng, tốt lắm. Câu 26. I want to see the of environment from the local authority. Tôi muốn nhìn thấy cái sự bảo vệ môi trường từ những cái từ phía gì ạ? Chính quyền địa phương. Tôi muốn nhìn thấy cái gì? The lại còn có of ở đây, suy ra chỗ này chỉ có thể là danh từ mà thôi. Danh từ khoanh luôn, không nói nhiều ạ. Protection đúng không? Sự bảo vệ. Ok, quá là dễ. Câu 27. Câu 27 các bạn nhé. Ủa, lại còn biết trước là cúp điện để mà bay nữa hả thân? Trời ơi. 27, I lost my pen. I have looked it for money. Tôi đã mất cái bút rồi và tôi phải tìm nó cả buổi sáng nay. Nào, tìm kiếm cái gì, chúng ta sẽ có cụm là look for đúng không các bạn? Look for something, tìm kiếm cái gì. Look up là tra cứu. À, nếu như mà SMT là chắc cô viết sai đấy, cô định gõ chữ comment ấy. Trời, comment đấy mấy đứa ạ. Cô hay bị gõ sai chính tả lắm. Khổ. Không phải có nghĩa gì đâu nhé em nhé. Rồi, tiếp theo câu 28. À, đang nói cái gì nhỉ? Từ đã, look up là tra cứu, là tra từ điển này, tra danh bạ này. Look after là chăm sóc đúng không ạ? Look up là nhìn vào ai, đúng chưa? Nhớ nhá, look for là tìm kiếm. Câu 28 đi, câu 28 các bạn chọn gì? Câu 28 là một câu thành ngữ các bạn ơi. 28 Long Hoàng đang chọn D, hí hí, Long Hoàng sai rồi. Minh Khang sai luôn, đặc trí thế nhở, câu 28, 28 Thảo Thiện cũng sai nhá. Hà Heo, 28 chọn cái gì nhanh lên? Để xem lần này Hà Heo có sai, cô nhớ Hà Heo sai 3 câu rồi đấy. Câu 28 này nó là một thành ngữ các đồng chí ạ. À, câu 28 này chúng mình sẽ khoanh đáp án là A, draw. We may win, we may lose. Chúng ta có thể thắng này, chúng ta cũng có thể thua. It's just the luck of the draw. Đó, gọi là gì nhỉ? Nó chỉ là cái trò may rủi thôi. Nó chỉ là hên xui thôi. Thì ở đây mình có cái từ draw, nghĩa là sự rút thăm, xổ số ấy. Xổ số. Còn chúng mình có cái cụm idiom cần phải học nhá. It's the luck of the draw. Nghĩa là hên xui thôi. Đấy, hên xui thôi. Kiểu như là, ê mày, tao có nên tỏ tình với crush không nhỉ? Tao thích lão lắm rồi, nhưng mà không biết là tỏ tình có thành công hay không. Thế mình bảo, ôi giời ơi, it's the luck of the draw, hên xui thôi. Được thì được, mà không được thì unblock, có gì đâu. Kiểu vậy nhá, câu 28 đáp án phải là A. Đứa nào phải tạm biệt đấy hả? Long Hoàng, sao thế? Đi đâu? Câu 29, câu 29 các bạn chọn gì nào? 29. 29 đáp án là B, Hà Heo bingo chuẩn luôn. Tường Vi đúng rồi. Nào, nếu như mọi người ngừng sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá thì có rất nhiều sinh vật biển sẽ được bảo tồn rất là tốt. Will be well preserved, sẽ được bảo tồn đúng không? Chỗ này nó đang là gì đây? Nó đang là một động từ ở đây, còn cái này là anh trạng từ để bổ nghĩa cho nó. Well preserved gạch ngang ở đây nó tạo thành một tính từ đấy, được chưa? Được gì ạ? Được bảo tồn rất là tốt. Rồi, cái này khoanh dễ nhá, mình ở đây nhớ cho cô cái từ gì đây nhỉ? Dynamite, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Dynamite, nghĩa là thuốc nổ nhá. Thuốc nổ, rồi, câu 30. Câu 30 này dễ. He is going to the post office, he wants to send a letter. Anh ta sẽ đi đến thư viện, lại thư viện chứ. Anh ta muốn đi đến bưu điện, vì sao ạ? Vì anh ta muốn gửi một lá thư. Ở đây là mình cần một liên từ nối là đưa ra lý do tại sao lão lại đi đến bưu điện, đúng chưa nào? Rồi, nói chung là đi ra đầu, đi đâu thì cũng phải báo cáo. Rồi, câu 30 đáp án là D, chuẩn luôn, không được sai. Em bị sống chậm hả? Ôi trời. Câu 31. Câu 31 cũng là một câu rất là dễ này. Before you sign anything important, trước khi bạn ký một cái gì đó quan trọng thì hãy chú ý cẩn thận đến tất cả những cái điều khoản, điều kiện ở trong hợp đồng ấy, đúng không? Condition ở đây mình dịch là điều khoản nhá. Điều khoản là hay có trong hợp đồng.
pay gì, mình sẽ có là pay attention to, tức là gì, chú ý đến cái gì, đúng chưa? Chú ý đến cái gì, chúng ta sẽ có cụm là pay attention to something, được chưa? Câu 31 đáp án sẽ là B. Đúng rồi. Cô ơi, em có phát hiện ra là em có siêu năng lực trong live của cô á. Siêu năng lực gì vậy? Siêu năng lực gì thế? Câu 32, they learn English chấm chấm chấm, they intend to go abroad. Họ học tiếng Anh chấm chấm chấm, họ có ý định đi du học. Thì chúng ta sao nhỉ? Lại tiếp tục đưa ra lý do đúng không nào? Thì ở đây mình phải khoanh từ because. Họ học tiếng Anh vì họ có ý định đi du học. Câu 25, câu gì nhỉ? Câu 32, tại sao Long Hoàng em lại khoanh A? À B ạ, tại sao lại là N? Tại sao là họ học tiếng Anh và họ có ý định đi du học? Không phải nhá. Đây là cái gì nhỉ? Bởi vì cái lý do họ muốn đi du học là, à nhầm, lý do họ học tiếng Anh là bởi vì họ muốn đi du lịch, đúng không? Thì ở đây mình phải khoanh từ because, không thể nào là khoanh. Ủa sao cô ba sao cô ba hai nhiều đứa sai kỳ cục thế nhở? Sao Đào Thủy Tiên với Lê Minh Khang lại chọn A hử? Ủa kỳ cục nào, tại sao lại sâu nhở? Họ học tiếng Anh vì vậy họ có ý định đi du học á, không phải các em ạ. Các em phải tưởng tượng là họ học tiếng Anh vì vậy họ có ý định đi du học, tức là họ học tiếng Anh xong rồi họ mới nảy ra cái ý định, không phải. Cái này là cái xuất phát điểm này, họ có ý định đi du học vì vậy họ học tiếng Anh, giống như cái kiểu là mấy đứa có ý định đi du học vì vậy mấy đứa thi IELTS, được chưa? Khác với cái chuyện là các em thi IELTS bởi vì trường đại học em vào nó yêu cầu như vậy, khác nhau nhá. Ôi giời, cái phần liên từ này dễ thế sao lại sai nhở? Máy em bị chậm với like à? Không sao đâu, cũng nghĩ là máy nào cũng bị chậm thôi, nhưng mà không biết là quan trọng là nó chậm bao nhiêu giây á mấy đứa. Nói chung là chậm cũng chả sao, quan trọng là nó liền mạch là được á. Em cũng bị chậm luôn à? Dạo này Facebook nó làm sao, nó cứ thách thức tình cảm của cô trò mình thì sao ấy. Cô thì nhá, gặp trong trục trặc trong vấn đề like, đăng bài, tương tác với mấy đứa, còn mấy đứa thì chả xem là comment của các bạn khác này, rồi máy cứ like chậm các kiểu, chả hiểu sao, buồn. Ây, thôi cố lên các bạn ơi, phải vượt qua số phận, overcome the difficulty, đúng không? Vượt qua khó khăn. Tiếp theo câu 33, the policeman stopped him when he was driving home and chấm 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 him of speeding. Cảnh sát thì đã ngừng anh ta, stop cho anh ta dừng lại đó, khi mà anh ta đang lái xe về nhà, và làm sao đây ạ? Và buộc tội anh ta về cái tội là đi quá tốc độ. Thì câu 33 này đáp án sẽ là accuse somebody of doing something, đúng không? Là sao? Buộc tội ai vì đã làm gì? Nào, cấu trúc accuse somebody of doing something. Buộc tội ai đã làm gì? Cô thấy em mà Thảo Thiện làm gì mà vô hình? Không, đời ơi. Bắt đầu lại giỡn đấy. Câu 34 ạ. Câu 34 các bạn chọn gì? 34 D. Đúng rồi. Câu này chúng mình sẽ là admit các bạn nhé. This ticket admit one person to the show. Có nghĩa là một cái vé này thì cho phép một người vào tham gia cái buổi biểu diễn thôi. Cái câu 34 này này phải là, có nghĩa là trong tiếng Anh nhé, có những cái cụm mà nó vốn nó đi với nhau như vậy, không còn cái cách nào khác là các bạn phải sao nhỉ, phải nhớ thôi. Ví dụ như nhiều bạn sẽ hỏi cô kiểu, ơ cô ơi, em nghĩ cái từ permit nghe nó cũng hợp lý lắm chứ nhỉ. Nhưng mà permit là nó bằng allow, nghĩa là cho phép. Còn cái từ admit này này, tức là đóng vai trò như là một cách thức, để một cách thức nhé, không phải là người đâu, để cho phép ai đó được vào, hiểu không? Cái từ permit này hay là allow thì cái chủ ngữ thường là gì ạ? Chủ ngữ nó phải là người cơ. Chứ còn ở đây this ticket, đây là một vật, đúng chưa? Thì đây là sao ạ? Phải là this ticket admit. Tại vì sao admit rồi là permit hay là allow nó đều nghĩa là cho phép này, rồi là chấp nhận, đúng chưa? Nhiều bạn sẽ cãi kiểu như vậy, nhưng mà đôi khi nhá, trong tiếng Anh mình không thể dịch kiểu word by word sau này mình khoanh theo cái nghĩa tiếng Việt được. Có những cái này gọi là collocation ấy, nó vốn là đi với nhau vậy rồi, tạo hóa nó sinh ra vậy, thì mấy đứa phải nhớ nha. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa này. Admit ở đây á, đóng vai trò như một cách thức để cho phép ai đó làm cái gì. Đóng vai trò như một cách thức chứ nó không phải là người. Vì vậy câu 43
À nhầm, câu 34 đáp án là D, được chưa? Tiếp theo. Viết ngay Lê Minh Khang chọn A. Rồi, ôi, nhắc lại nhá, permit bằng allow cho phép, chủ ngữ thường nó phải là somebody. Câu 35. You should take off, đúng rồi, take off nghĩa là cởi, cái này học rồi, nói nhanh thôi nhá. Cởi, chúng ta nên cởi giày khi mà chúng ta đi vào đền chùa, đi vào đền, temple đền. Câu 36. Câu 36 một câu dễ. 35B này. Đúng rồi. Câu 36 các bạn chọn gì ạ? 36 nhá. My parents saw me off. Chúng mình có cấu trúc là see somebody off nghĩa là tiễn ai ạ? Tiễn ai, được chưa? Bố mẹ tôi thì đã tiễn tôi ở nhà ga. Vì vậy câu 36 đáp án sẽ là D. Mình có một cái cụm phrasal verb, được chưa? Câu 36 D nhá. See somebody off, tiễn ai. Thì Ngọc Tường Vi nốt lại cho cô nhá, không có up ở đây đâu. Off. See somebody off nghĩa là tiễn ai, được chưa? Câu 37. Câu 37 nhá. That's chấm chấm chấm. I'm pleased that you work very hard. Thật là tuyệt vời, tôi rất là hài lòng vì bạn đã làm việc chăm chỉ. That is a, chắc chắn đằng sau nó phải cộng cái gì ạ? Cộng với một tính từ để cảm thán thôi. Thì khoanh luôn, wonderful, thật là tuyệt vời, đúng chưa? Rồi, câu 37 là một câu dễ, khoanh đúng rồi nhá, tốt lắm các đồng chí. Tiếp theo câu 38 ạ. 38 bắt chuyến 40 cái nào. Ba tám, các bạn đang chọn B à? They are going to chấm 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 the anniversary of their cái gì đây? Ui ôi, kinh nhở. Kỷ niệm 50 năm ngày cưới cơ, họ đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, xịn sò thế chứ. Nào thì bây giờ là họ đang chuẩn bị làm cái gì? Dự định sẽ cấu trúc be going to cộng với verb nguyên đúng không ạ? Thì ở đây có to rồi, mình cộng với verb nguyên nữa thôi thì phải là celebrate. 38 đáp án là B, không nói nhiều. Chuẩn. Câu 39. Họ nghĩ rằng ngày của mẹ nên được tổ chức. Tổ chức gì đây? Nation, nationality, nationwide or nationhood. Thì ở đây chúng mình sẽ khoanh cái gì đây? Để xem thế nào. Cái gì kia? Cái gì đứa nào be going to cộng với verb hình đây ạ? Be going to cộng với verb nguyên nhá. Dự định làm cái gì? Cấu trúc của thì tương lai mà. Ôi giời ơi. Vấp nguyên nhá bạn ơi, không được vấp in của tôi đâu nhá. Câu 39. Câu 39 đáp án là C, đúng rồi. Mình có cái nationwide ở đây, nó là phó từ, nghĩa là trên toàn quốc các bạn nhá. Khắp cả nước. Khắp cả nước. Nên được tổ chức khắp cả nước, đúng không ạ? Câu 39 đáp án là C, khắp cả nước. Chứ còn bạn Long Hoàng đang chọn B ấy. B ở đây nó là quốc tịch, thường dùng cho câu hỏi quốc tịch của bạn là gì ấy? What is your nationality? Yeah. 39 đáp án là C, không phải lụi đâu nhá. Nationwide, nationwide phó từ nghĩa là khắp cả nước. Ok, thỉnh thoảng sai tí cũng được, không sao. Từ từ, thư Jerry Phan câu 38 tại sao lại A hả em? Nói lại một lần nữa rồi đấy nhá, cấu trúc be going to cộng verb nguyên. Dự định sẽ làm gì? Tương lai. Tương lai gần. Câu 40. There used to be a military in Red Square on 1st May. Ờ. Cô thấy không? Thu Tuyết cô thấy mà, cô thấy comment của em là 39 em lụi C, thấy rồi. Câu 40 các bạn đang 40 Minh Khang C. Ngọc Tường Vi lại tiếp tục cẩn thận với câu này nhá. Đã từng có một cuộc gì nhỉ? Cuộc gì ạ? Cuộc diễu hành quân sự ở quảng trường đỏ vào ngày 1 tháng 5. Phải là military parade, cuộc diễu hành các bạn nhá, chứ không phải là festival, lễ hội. Làm gì có cái chuyện lễ hội quân sự ở đây các bạn. Không được, parade, cuộc diễu hành, được chưa? Câu 40 đáp án là C, không phải là A nhé, không phải là sự tổ chức đâu các bạn ơi nhá. Ở đây phải là parade, cuộc diễu hành. Ví dụ như mùng 2 tháng 9 của mình ấy, thì ở quảng trường Ba Đình lịch sử cũng có những cái cuộc diễu hành ấy, nhìn trông thích mắt lắm, kiểu đều ấy, nhìn trông hay. Mày đứa có hay xem không? Câu 41. 41 sao nào? 41 Minh Khang chọn đúng rồi, Thủy Tiên chọn đúng rồi đấy.
Minh Đàm quay lại giờ đây là ăn xong thì cũng chẳng còn tí cái kiến thức nào nữa đúng không hả đồng chí? Cô ấy khóc, cry with thì phải là with something, chắc chắn chỗ này là cần một danh từ rồi này. Đấy, được chưa? It was her chấm 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 time. Đó là một cái khoảng thời gian như thế nào của cô ấy. Suy ra chỗ này chắc chắn là phải là một trạng từ để bổ nghĩa cho time, đúng chưa? Thế bây giờ mình chiếu xuống. Anh này tự dưng lại có gì nhỉ? À đây còn một tính từ nha, cô viết tính từ mà cô lại nói thành trạng từ loại. Loại trạng từ. Còn lại hai anh thứ nhất phải là N danh từ cơ. Suy ra đáp án phải là D, joy là sự vui thích, còn joyful nghĩa là sự sung sướng, sự hân hoan, đúng chưa? Vì vậy câu 41 đáp án phải là D. Cô ấy khóc trong sự vui sướng khi mà cô ấy nghe cái tin đó. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cô ấy. Hoàng Lê sao bây giờ mới vào? Trời ơi, làm sắp xong ở đây này. Rồi, câu 43. À nhầm, câu 42. Kính thưa các đồng chí, câu 42 các bạn chọn gì? 42, một đồng chí đã chọn D, chính là đồng chí Đào Thủy Tiên. Xin chúc mừng đồng chí Đào Thủy Tiên lần này đã khoanh đúng. Nào, với cái khoản lương hiện tại của mình, tôi nghĩ là tôi không có khả năng mua cái ô tô này, cái mà có giá lên đến 3.000 đô lận á. Thì ở đây mình có là adopt something, tức là có khả năng mua cái gì? Có khả năng mua cái gì, đúng không? Còn can't afford something có nghĩa là không có khả năng mua cái gì, được chưa? Phạm Hồng Vĩ, ừ chào em, sao bây giờ mới chào cô, bây giờ mới vào. Học sắp xong rồi đây này, sắp xong 50 câu rồi đây này. Tiếp theo câu 41 các bạn ơi. Chết cha, lạc mất câu 42 mấy đứa. Dã cả man mình. Lạc, xin lỗi, xin lỗi. 42. 42, if we chấm 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 the plan on success. Từ từ nhá, xin lỗi các bạn. Câu 42. 42 mà khoanh D. Ừ, chết rồi, 42 là D đúng rồi. If we adopt the plan, mình có cái cụm adopt the plan nghĩa là chấp nhận kế hoạch. Cô lắc như lai. Cười mấy đứa này. Nào, nốt lại cái vế này giúp cô nhá. Adopt the plan tức là chấp nhận kế hoạch. Nếu như mà chúng tôi chấp nhận cái kế hoạch mà bạn đưa ra thì có lẽ là chúng tôi có khả năng thành công hơn, được chưa? Mình có cụm là adopt the plan, chấp nhận kế hoạch. Còn cái động từ elect này là gì nhỉ? À, bầu cử đúng không? Bầu cử, election, bầu cử thì cũng qua rồi. Tiếp theo, còn cái từ command nghĩa là ra lệnh ạ. Vote là vote, ai cũng biết cái từ vote này rồi nhá. Command nghĩa là ra lệnh. Tiếp theo, câu 43 thì không phải là D rồi. Trời ơi, lag quá đi mất. Câu 43 phải là C, afford. Afford something tức là có khả năng mua cái gì các bạn nhá. Afford something có khả năng mua cái gì. Được rồi, tôi biết là tôi quên rồi. 43C, 43 đính chính là C nhá. Adopt là the plan, adopt the plan chấp nhận kế hoạch, còn afford a car có nghĩa là có khả năng mua cái ô tô. Lag rồi. Afford something, được chưa? Có khả năng mua cái gì? Can afford something, có nghĩa là không có khả năng mua cái gì. Câu 43, đáp án là C các bạn nhé. Tiếp theo, câu 44, 45. 44 ạ. Anh ta đã làm bài kiểm tra rất là tốt và tôi cũng như vậy. Cái này dễ mà. He did the test well and I did too, đúng không? Và tôi cũng như vậy. Chứ đừng có khoanh sâu nhá. Sâu thì phải là sâu gì? I did cơ. Mà phải là and so I did. Nói chung là chỗ này là mình đang cần một liên từ để nối hai vế và đồng đẳng với nhau, tức là nó phải song song về mặt nghĩa. Thì anh này làm bài test tốt thì tôi cũng làm tốt, thì phải là liên từ gì ạ? Liên từ and, đúng chưa? Câu 44 đáp án là D. Tại sao Lý Minh Khang lại chọn B ạ? Minh Khang ơi, sâu thì phải là sâu sâu gì nhỉ? Chết cô lát rồi, sâu đất ai? Sâu đất ai thì mình vẫn phải có liên từ and chứ. Ví dụ như là đây, anh ta đã làm bài tập tốt và tôi cũng như vậy. He did the test well and so did I, hoặc là and I did too. Có hai cách để biểu thị sự đồng tình đúng chưa? Chắc là em bị nhầm cái khoản này đúng không nhỉ? Nhá, sâu thì phải là sâu đất ai chứ không có sâu ai đất nhá. Câu 45. 45A. Đúng rồi. Câu 45 mà khoanh đúng á là phải hiểu được nghĩa của cái này. Mình phải biết được cái pass over á là lễ thiên di. Cái lễ thiên di này là lễ của người Do Thái, được chưa?
lễ thiên di được tổ chức ở Do Thái bởi bởi người Do Thái thôi. Nào, người Do Thái là gì? Là Jewish. Jewish, đáp án là A. Thực ra cái này cũng chả cần biết cái lễ thiên di nghĩa là Passover đâu đúng không ạ? À? Mình phải dựa vào cái từ này này, nghĩa là Do Thái thì chắc chắn là bởi bởi người Do Thái rồi, chứ không thể bởi người Anh, người Việt hay là người Nhật ở đây được, đúng chưa? Đúng rồi, Thảo Thiện nói đúng rồi đấy. Rồi, câu 45 là A nhá. Chết đúng xong đây mình lại lát lòi thế này không biết. Ai dồ. Thảo giết lắm. Không biết nói gì hơn các bạn ạ. Ừ, em chỉ hiểu một cái là được rồi. Hiểu cái đó nghĩa là gì ạ? Nghĩa là Do Thái đúng không? Do Thái thì bây giờ mình loại, dùng phương pháp loại trừ thôi, đúng chưa? Tiếp theo, câu 46. Câu 46 ở đây chúng mình đang có 4 động từ để chọn đây này. The girl's father, bố của cô gái ấy thì như thế nào? Mua cho cô ấy một cái ô tô nếu như mà cô ấy thi đậu. Eo khiếp, đúng là Ricky sướng nhở. Bây giờ mình đi đậu đại học chắc được thưởng cái gì mấy đứa? Mấy đứa được thưởng cái gì? Ngày xưa cô đậu đại học xong để cô nhớ xem có được thưởng cái gì không nhỉ? Em chả được thưởng cái gì sao bảo? Sao bố mẹ kìa? Ui giời, lại chuẩn bị tốn một đống tiền. Đó, chả được cái thưởng gì. Sao suốt ngày cứ bị kêu là tốn tiền. Kiểu đậu thì lo mà không đậu thì buồn ấy. Ôi, nhà nghèo vậy đó. Thì ở đây có 46, các bạn đang chọn gì ạ? 46 thì Dung chọn C. Có lẽ cái gì ạ? Thu Tiết chắc chắn phải là C nhá. Đến là chọn B đây. Tường Vi chọn B là không được, không phải là accept, không phải chấp nhận. Nào, cái này phải là đồng ý chứ sao lại chấp nhận, làm gì cứ như kiểu bắt buộc ấy. Bố của cô gái ấy chấp nhận mua, nghe kiểu miễn cưỡng thế nhỉ. Cái này là đồng ý, kiểu con mới bảo là bố ơi con mà đậu đại học nha, bố mua con cái ô tô nhá. Ừ rồi rồi, tao đồng ý ngay. Đó, cái kiểu vậy. Thì ở đây chúng mình phải dựa vào nghĩa để mà chọn được từ, đúng chưa? Thì chỗ này agree là hợp lý nhất nhá. Câu 46 đáp án là C. Câu 47. 47 ạ. Câu 47 này dễ lắm. Thì xong em lấy chồng. Em ơi đừng dại khờ như thế em ơi. Are they used ...TV? Thứ nhất là mình đang có cái gì đây? Có cái A với là used đây này. Tức là cấu trúc gì nhỉ? Be used to cộng với verb in. Có nghĩa là diễn tả một hành động đã quen với cái gì? Thì đáp án là to watching. Họ đã quen với cái việc xem TV chưa? Câu này ngớ ngẩn nhỉ? Xem TV mà cũng phải quen à? Nói thế thì mà cũng phải quen thật đấy. Ví dụ bọn mình cái hồi con nít ngày xưa ấy, lúc đầu mình chưa tiếp xúc với công nghệ thì đang còn lạ lạ chẳng hạn, nhưng mà bố mẹ luyện cho kết quả là đúng cái giờ đấy, bật cái chương trình TV hoạt hình lên là ngồi im du đấy, cho bố mẹ yên tâm làm việc, mình chỉ có ngồi xem thôi, là mình đã quen với cái việc đấy rồi đó. Được chưa? Tưởng tượng tình huống đi nhá. Câu 47 đáp án là A. Cấu trúc be used to doing something, đã quen với cái việc gì. Đúng rồi, đúng rồi, chứ lại còn ư chưa nữa, phải quyết đoán lên chứ. 47 không thể là to watch được bạn gì nhỉ? Tiên nhá. Đây này, A này. Câu 48. Câu 48 Lê Minh Khang chọn A là đúng rồi. Thế bạn Minh Khang. Bạn Minh Khang giải thích cho cô câu A nó nghĩa là gì đi. Cái này mình có nhiều cụm hay lắm các bạn ơi. Hay lắm. Cái thứ nhất I don't like turning down work. Tôi không thích từ chối công việc, nhưng mà tôi phải. Nhưng mà tôi phải làm gì đây? Nhưng but I will have. Ở đây đáp án của chúng ta sẽ là on my plate các bạn nhé. On my plate. Mình sẽ có là cấu trúc have a lot. Có cũng được. Have a lot on my plate nghĩa là gì? Có khối việc phải làm. Có khối việc phải làm. Được chưa? Có nghĩa là tôi không có muốn bỏ cái công việc này đâu, nhưng mà tôi sẽ có khối việc phải làm á. Tôi sợ là tôi sẽ như thế này này. Cái gì đây? Tôi sợ là tôi sẽ đang bị quá tải vào cái lúc này. Thì ở đây chúng mình sẽ có cấu trúc lại nhá. Have a lot on one's plate có nghĩa là có khối việc phải làm. Được chưa? Có, đúng rồi, có việc gì phải làm. Còn cái gì nhỉ? Một cái cụm nữa cũng là hay lắm mà các em cần phải để ý giúp cô, đó là have something up on one's sleeve, giữ bí mật. Đây này, cái cụm này này, have a something up, được chưa? Have something up one's sleeve nghĩa là giữ bí mật.
Rồi, hay là cái gì nhỉ? Be on one's mind. Be on one's mind tức là đang lo lắng về việc gì, tức là cái gì đó nó cứ ở trong đầu mình á, là mình đang đang suy nghĩ về nó, đang lo lắng, được chưa? Đang lo lắng. Đang lo lắng. Vì vậy chỗ này đáp án phải là on one's plate, tức là có nhiều việc phải làm, được chưa? Rồi, câu 49. 49 50. Ôi, còn 2 câu thôi. Hôm nay mình đơ quá đi mất. Đợi cô phát người yêu xong mới có được cười. Em ơi, cô còn chưa có người yêu nữa là phát được cho ai bây giờ? Thôi, nghĩ mà buồn. Nào, câu 49 dễ lắm nhá. My grandfather can't remember anything about his life because he has lost his mind. Đúng rồi, mình sẽ có cụm là lose one's mind, tức là sao ạ? Mất trí nhớ. Bà của tôi không thể nhớ được bất kỳ điều gì. Ông của tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì về cuộc sống của mình vì ông ấy đã bị mất trí nhớ rồi. Chúng mình sẽ có cụm là lose one's mind, mất trí nhớ, được chưa ạ? 49 đáp án là D. Phan Hồng Vĩ 49B không phải nhá, không phải mất não. Mất trí nhớ thôi, mất não thì nghe hơi căng. Được không ạ? Câu 50. Đùa đâu, mấy đứa cứ tạo ra những cái tình huống kiểu rất là hài hước luôn ấy. Mất não chỉ dành cho mấy cái đứa mà lốt đinh 99%. Giống như cô hôm nay, cô không phải là mất trí nhớ mà cô đang mất não đây này. Đờ lắm thôi. Câu 50, kết luận của chúng ta câu 50 đáp án nhá. Đúng rồi, mất ký ức, mất trí nhớ em. Nó khác nhau à? Kiểu người già hay bị bệnh gì ạ? Bệnh Alzheimer ấy. Nào, tiếp theo nhá. I had quite on my way to work this morning. Tôi đã có một cái gì đó như thế nào ạ? Trên đường đi làm sáng ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc phiêu lưu, đúng không nào? Giống kiểu đi làm hôm nay từ công ty, từ nhà đến công ty 10 cây mà mình phải trải qua rất là nhiều chuyện. Ví dụ như vượt đèn đỏ, bị công an lùa mà không bị tóm chẳng hạn. Thì rõ ràng đó là một cuộc phiêu lưu rồi. Ở đây chúng mình sẽ khoanh vào từ adventure các bạn nhé. 50 đáp án là B, cuộc phiêu lưu. Chứ đừng có một cuộc thí nghiệm hay cái gì, không được. Rồi, câu 50 đáp án là B được chưa ạ? Ok, chốt, câu 50 các bạn làm đúng rồi, giỏi quá. Nào, thế hôm nay tình hình là các bạn đúng có nhiều không? Hôm nay cô hơi đờ nhá, xin lỗi nhá. Đờ quá. Mong là không có đứa nào đờ như cô mà làm sẽ đúng nhiều. Hà heo, hôm nay đúng được bao nhiêu câu? Sai ngay câu 1 là hơi buồn đấy nhá. Câu 1 sao lại sai không biết. Chắc là kiểu mới nhập cuộc ấy. Minh Khang nữa nhá. Nào các bạn ơi, bạn nào chưa đăng ký khóa live VIP thì nhớ nhanh tay inbox cho Bestie nhá. Trong tháng 6 này vẫn tiếp tục giảm 50% nha. Nhanh chóng học hành đi. Rồi ơi, không bắt đầu sớm thì đúng là còn cái nịt. Cái gì? Sao lại 4/50 hả Long Hoàng? Hả? Càng học càng ngu. Không phải đâu. Nếu như em càng học em càng cảm thấy mình chưa được giỏi, có nghĩa là em đang tiếp thu nhiều kiến thức mới, em đang mở rộng cái não mình ra hơn đó, đúng không nào? Nói chung là thế mới biết là phải học. Lê Minh Khang 43/50 à? Chà, được đó. Được. Cho Thanh Ngô hát đi cô ạ. À? Nói thật là hôm nay cô đang đau họng. Biết tại sao? Kiểu trời nắng ấy, sau bắt đầu cứ suốt ngày cứ nốc nốc đá vào. Ngày có 24 giờ thì 23 tiếng là uống nước đá rồi. Đang ngủ nóng quá phải bật dậy sau mút vài viên đá nó mới sung sướng cuộc đời. Thế là cái giọng của cô nó đang tã lắm. Đây cô đang rất là gồng luôn á. Kiểu này cô mới đi sang yêu. Đang dịch giã ở nhà này. Hôm nay ăn cơm muộn vừa ăn vừa xem hả? Đấy, kiểu vừa ăn vừa xem là nó phải phân chia rất là nhiều công việc, làm nhiều việc một lúc đúng không? Nó không thể tập trung được. Khổ. Này đưa tầm tầm cơ nữa Minh Hiền. Mỗi ngày em tiến bộ đúng một câu á. Kinh đấy. Kinh nhờ phun luôn á, sợ thế thế. Kinh. Đồng chí này hơi ác chuyến đấy. Thôi mai chủ nhật rồi, mai chủ nhật thì chơi thôi. À không, nhầm, mai không chơi nhá. Quên mất đấy. Các bạn lớp VIP
Ngày mai chúng mình có một buổi học lúc 3 giờ chiều, đừng có mà ngủ quên mất nhá, kiểu nằm trong điều hòa sung sướng quá ấy, sao quên mất giờ học ấy, chết dở phải không đâu. Ôi nói chung là cô đang rất là lo lắng với mấy cái nick Facebook này này, nick Facebook nó làm sao ấy, nó cứ đơ đơ lòi lòi, sao nó cứ hạn chế hoạt động của cô bực mình thế, chứ mình có làm cái gì đâu, mình ăn ở tốt mà, mình có làm cái gì xấu xa đâu, mình livestream dạy học thôi mà. Lo lắng thật sự các em ạ, kiểu mỗi ngày cứ sợ một lúc nào đó nick mình nó bay đi đâu mất ấy. Đấy, lại tiếp tục, bạn hiện không thể phát trực tiếp ok hay là không đồng ý với quyết định này. Nên mà tự nhiên một hôm nào đó mấy đứa không thể inbox hay nhắn tin được cho cô hay như thế nào là do Facebook nó khóa nhá, không phải là do cô tự nhiên biến mất đâu nhá. Là YouTube thì cô á, không được, bắt buộc phải là Facebook. Cô bị ngược quan, ủa mình có làm cái gì đâu, bắt đầu kiểu trong cứ phải ăn năn suy nghĩ xem mình đã làm cái gì sai không, nhưng mình có làm cái gì sai đâu. Bây giờ cô mới thấy bạn Nguyễn Văn Hoàng Lâm comment nhá. Hữu Hưng giờ học lại, ủa em ơi cô nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ có cái gì là quá muộn, chỉ có chuyện là các em có bắt đầu hay không thôi nhá. Chứ đã là học thì làm gì có lại học muộn, với là giờ này không tốt để học hay là quá trễ rồi chúng ta không nên học nữa, người ta đang nói là học học nữa học mãi kìa. Tối nay cô có thức để cổ vũ anh bảy không cô á? Em ơi, thật sự là cô chỉ có thức lướt TikTok chứ bảo thức xem đá bóng thì nói thật là nó hơi khó, không đam mê lắm. Chỉ có đội Việt Nam đá thì xem chứ còn đội khác thì chịu, nghỉ. Thực ra học ở đâu cũng là thế thôi mà, quan trọng là mình phải sao ạ? Mình phải nỗ lực các bạn nhé. Có em nhá, em có thể đi xuất khẩu lao động mà học tiếng Anh, cơ hội nghề nghiệp nó cũng xịn hơn. Ví dụ như em có ngoại ngữ thì đi phụ hồ, thay vì làm chân thợ lính thì em có thể làm thợ cả. Đấy, nói chung là mình tích lũy được bất kỳ cái skill hay là kỹ năng gì thì mình cũng đã hơn người ta rồi, đúng không nào? Học không bao giờ là thừa nhá, được luôn, cố gắng phấn đấu trở thành thợ cả. Trời ơi, chết cười. Rồi, hôm nay đến đây thôi nhá các bạn nhá. Ngày mai thì cô sẽ live trong nhóm kín. Còn tiếp tục tuần sau chúng mình lại cùng nhau chiến đấu với các phần bài học mới. Và cô mong là mọi sự nó sẽ suôn sẻ chứ nó không bị trục trặc như hai hôm nay, không thì chết mất. Ôi, anh em mệt lắm, tha cho cô đi nhá, trời nắng. Tuần sau trời mát rồi, mát thì mọi thứ nó cũng sẽ suôn sẻ hơn, mong là như vậy. Còn bây giờ các bạn nào chưa đi rửa bát thì rửa đi, chưa ăn cơm thì ăn đi. Còn ví dụ như đồng chí thân mới hết cúp điện thì vào đây nghe cô chào tạm biệt là vừa nhá. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào một tuần mới nha. Chúc mấy đứa cuối tuần vui vẻ.